Xin kính chào các bạn và các vị, ở đây mình có chiếc Sky Vega Ion 2 và chiếc LG G3. Như các bạn đã biết là trên thị trường máy tầm trung có rất nhiều sự lựa chọn đến từ Trung Quốc, nên nhiều người lại không khoái đồ Trung Quốc. Vậy hôm nay mình đã thực hiện theo đúng yêu cầu các bạn, đã được chia sẻ về hai mẫu điện thoại mà đến từ Hàn Quốc đã ra mắt được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Đó là LG G3 và chiếc Vega Ion 2. Các bạn có thể tham khảo giá bán hai sản phẩm này tại website PH Shop, và đặc biệt là PH Shop đang có khuyến mại dán ra miễn phí cho những cái chiếc LG G3 khi mua máy tại đây. Đầu tiên về so sánh thiết kế thì mình thích sản phẩm của LG hơn. Mặt trước của LG trông rất là sexy với viền màn hình cực kỳ mỏng. Có như chúng ta sẽ có một không gian màn hình rất lớn, kích thước 5.5 inch. Và với chiếc Vega Ion 2 cũng tương tự như thế. Ở sản phẩm của Vega thì ấn tượng đó chính là việc nó có phần viền làm từ kim loại. Phần khung viền làm từ kim loại này thì đem lại nó sự sang trọng, bền bỉ và chắc chắn hơn. Nếu xét về độ trâu chó, chắc chắn là rất khó để LG có thể đạt được giống như sản phẩm đến từ Pantex. Và với Vega Ion 2, chúng ta sẽ có mặt sau lại là điểm yếu xấu nhất của nó. Mặt sau nếu mà màu đen thì ok, còn được, nếu mà màu trắng thì thực sự trông rất là tệ. Với phiên bản màu đen thì chúng ta sẽ có một mặt lưng mềm, giống như kiểu phủ một lớp cao su lên, khi sờ vào rất là thích tay. Camera lồi nhưng sẽ không bao giờ sợ bị xước vì phần viền camera rất dày. Chúng ta sẽ có cụm phím tăng giảm âm lượng và điều khiển phía sau của chiếc LG G3, nó hỗ trợ lấy nét laser. Hai máy này đều có thể bóc nắp lưng ra thay thế pin, lắp thẻ nhớ cũng như là khay cắm sim. Nhìn chung là về vẻ đẹp thì mỗi người đều có thể cảm nhận, nhưng G3 đem lại cảm giác sử dụng khi cầm trong tay tốt nhất. Còn Vega Ion 2 đem lại cái sự trâu chó nhất trong quá trình sử dụng nếu có vô tình rơi hay va đập. Màn hình hiển thị thì đương nhiên mình sẽ thiên về hướng của LG G3 rồi. G3 có độ phân giải lên tới 2K, nó sử dụng công nghệ màn hình IPS. Vì vậy nó sẽ đem lại sự trung thực về màu sắc. Và ngoài ra thì mật độ điểm ảnh cao khiến cho nó rất là sắc mịn. Còn với Pantex thì lại sử dụng màn hình AMOLED trên cái chiếc Vega Ion 2 này thay vì màn IPS giống như là cái thế hệ đầu. Thành ra màn hình này sẽ không thực sự đạt được sắc mịn giống như G3. Nó sẽ hơi ám màu và góc nhìn của nó thì tương đồng với chiếc LG G3. Khả năng hiển thị ngoài trời của hai máy đều khá ổn. Và với chiếc LG G3 như vậy là về màn hình chắc chắn nó sẽ vượt trội hơn. Cấu hình của hai máy thì đều tương đồng, chúng ta có 3GB RAM chip Snapdragon 801. Cả hai máy hiện nay thì đều đã có phiên bản Android 5.0. Nếu như của LG thì là phiên bản Android xịn đến từ chính LG làm sản xuất. Và đặc biệt nếu các bạn mà mua máy tại PS Shop thì họ cũng có cài luôn cho ta một bản ROM tương tự như LG G4. Tính năng và các giao diện hoàn toàn giống 100%. Mình đã có một cái video chia sẻ về điều này cho các bạn rồi. Và với chiếc Vega Ion 2 thì các bạn phải sử dụng một bản ROM cũ. ROM này thì lại thuần Google vì Pantex đã không còn phát triển ROM cho những cái sản phẩm Vega của mình. Vì vậy nên mà chắc chắn về phần mềm, mình sẽ lựa chọn chiếc LG G3. LG G3 cũng nằm trong diện nâng cấp lên Android 6.0. Sau khi đấy Pantex thì coi như đã kết thúc cuộc đời của mình, và nó chỉ hỗ trợ, nó chỉ trông chờ vào những cái cộng đồng mở rộng và ROM support như là Tech Cafe sẽ cho những cái bản ROM 5.0 hoặc là may mắn lên 5.1 hoặc là 6.0. Nhưng mà dựa trên cái phiên bản thuần Google, không có nhiều tính năng, cũng không có gì hay ho so với bản ROM gốc do chính LG làm cho chiếc G3 này. Thời lượng pin thì rõ ràng là chiếc Vega Ion 2 sẽ tốt hơn nhiều so với G3 nhờ việc màn hình của nó chỉ là Full HD thay vì màn hình 2K. Và với sản phẩm đến từ Pantex, chúng ta sẽ có hai cục pin cũng tương tự như là chiếc LG G3 này. Khi bạn mua máy tại PS Shop, cả hai sản phẩm đều có tặng pin đắp sạc rời cho mọi người, thoải mái có thể thay qua lại. Và với sản phẩm Vega thì chúng ta có pin trâu hơn. Camera đương nhiên không phải là một điểm mạnh của LG, và ngược lại thì Sky cũng như vậy. Thành ra camera của Sky vẫn bị đánh giá là yếu hơn so với sản phẩm đến từ LG. Với hỗ trợ lấy nét laser, camera của LG G3 có tốc độ lấy nét nhanh và khả năng chụp hình của nó đương nhiên là cũng ngon hơn so với sản phẩm đến từ Pantex. Vốn dĩ đây không bao giờ là điểm mạnh camera của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc. Và như vậy mình hoàn thành xong bài so sánh cho các bạn về giữa sản phẩm Vega Ion 2 và chiếc LG G3. Ở phân khúc này thì hiện nay tầm khoảng 6 hay là 7 triệu đồng, người ta hay lựa chọn các sản phẩm từ Trung Quốc hoặc là sản phẩm cũ, hoặc các sản phẩm như của Sony, sách tay Nhật Bản vân vân. Nếu bạn thích các sản phẩm từ Hàn Xiang thì mình chỉ nghĩ đến hai cái tên này là đáng để lựa chọn nhất. Và các bạn có thể truy cập website phshop.vn để xem giá bán chi tiết. Và anh em thích Vega Ion 2 hay là chiếc LG G3, mời comment chia sẻ bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.